Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Hội nhập Kinh tế, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Sở Công Thương Đồng Nai thực hiện. Thưa quý vị khán giả, thời gian qua, ngành công thương Đồng Nai đã chủ động linh hoạt trong mọi hoạt động, cùng đóng góp vào sự phát triển kinh tế tỉnh nhà. Ngành công thương đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo việc cung ứng hàng hóa cho người dân, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu. Ngành cũng đồng hành cùng các doanh nghiệp giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau nhiều tháng ngưng trệ vì dịch bệnh. Trong năm 2022, ngành công thương của tỉnh đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt từ 23,6 đến 23,8 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 8 đến 8,5% so với năm 2021. Chỉ số sản xuất công nghiệp phấn đấu duy trì mức tăng từ 7 đến 8% so với năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ phấn đấu tăng trong khoảng 9 đến 10% so với cùng kỳ năm 2021. Con số này rất khả quan vì theo báo cáo trong tháng 4 năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Đồng Nai tăng hơn 7,5% so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số ngành có mức tăng trưởng cao là sản xuất chế biến thực phẩm, sản xuất đồ uống, sơ sợi dệt, dệt may, máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, máy tính, điện tử và linh kiện. Vì thế, 4 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp của Đồng Nai tăng hơn 6,4% so cùng kỳ năm 2021. Có 23 trên 27 ngành sản xuất tăng và 4 trên 27 ngành giảm so cùng kỳ. Điều này cho thấy kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh có sự phục hồi rõ rệt và tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước. Có được điều này có một phần đóng góp không nhỏ của ngành công thương Đồng Nai. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo tất cả các cái sở ngành và các cái địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện quyết liệt các cái giải pháp mà chính phủ đã ban hành, cụ thể như là đã triển khai các cái chính sách hỗ trợ theo nghị định số 52 năm 2021 của chính phủ về thực hiện các cái việc gia hạn về thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Còn đối với ngành công thương thì Sở Công Thương cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để thực hiện kịp thời và có hiệu quả đối với cái chính sách hỗ trợ về tiền điện cho các cái đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cái đại dịch Covid-19. Và các sở ngành đã tổ chức rất là nhiều hội nghị, đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp để trao đổi, hỗ trợ và giải đáp các cái khó khăn vướng mắc của các cái doanh nghiệp. Ngành công thương đã và đang chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như triển khai chính sách về tiền điện cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, duy trì các tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp. Ngoài ra, ngành cũng có nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình hiện nay. Có các cái đợt tăng giá xăng nó dẫn đến cái chi phí vận chuyển và giao nhận hàng hóa giữa các nhà máy rồi các cái kho cảng tăng cao, trong khi giá bán của doanh nghiệp hiện nay thì cũng không tăng được do thị trường tiêu thụ còn chậm và thị trường xuất khẩu thì đã ký với các cái đối tác theo những cái đơn hàng của năm trước. Thì qua ghi nhận nắm thông tin từ các cái hiệp hội và các cái doanh nghiệp thì Sở Công Thương nhận thấy là đối với các cái ngành may mặc thì hiện nay giá nguyên vật liệu là tăng cao. Cụ thể như là nguyên phụ liệu ngạch dịnh 3 trong nước hiện nay tăng khoảng từ 35 đến 40%, nên doanh nghiệp thuộc cái lĩnh vực này hiện nay cũng đang gặp nhiều khó khăn. Thứ hai là đối với các cái doanh nghiệp về chế biến gỗ thì cái việc điều chỉnh giá xăng như vậy thì nó cũng dẫn đến cái chi phí trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của các cái nhà máy bình quân cũng tăng từ 3 đến 5%, chủ yếu tập trung vào các cái hoạt động và phân phối vận chuyển hàng hóa, nhập khẩu nguyên liệu đầu vào. Thì đối với các cái doanh nghiệp trong cái lĩnh vực chế biến gỗ thì hiện nay cũng gặp nhiều khó khăn. Và hiện nay thì các cái khó khăn vướng mắc mà của các cái doanh nghiệp và các cái hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có chỉ đạo cho các cái sở ngành, trong đó có Sở Công Thương tiếp tục rà soát để có cái tham mưu kịp thời cho Ủy ban Nhân dân tỉnh và cũng có kịp thời báo cáo với chính phủ và các bộ ngành để có sự xem xét tháo gỡ cho doanh nghiệp. Và hiện nay thì đối với ngành công thương thì luôn luôn là tăng cường cái công tác về thông tin thị trường
sao cho kịp thời, hiệu quả để triển khai cho các cái doanh nghiệp trên địa bàn để nắm bắt, có những cái thông tin thị trường kịp thời để có cái định hướng hoặc là điều chỉnh cho cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cho nó thuận lợi. Trong hai quý còn lại của năm 2022, ngành công thương Đồng Nai sẽ tiếp tục xây dựng chương trình công tác cụ thể, xác thực, phù hợp với diễn biến tình hình, đồng thời phối hợp mời gọi các dự án đầu tư vào các loại hình kinh doanh thương mại hiện đại, phục vụ logistics, phối hợp với địa phương phấn đấu hỗ trợ kinh phí đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng ít nhất một hoặc hai cụm công nghiệp và tiến tới chuẩn bị triển khai đầu tư hai cụm chế biến sâu nông sản tại huyện Định Quán và huyện Cẩm Mỹ theo quy hoạch đã đề ra. Tập trung đổi mới cách thức tổ chức chương trình xúc tiến thương mại theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đồng thời triển khai hiệu quả chương trình bình ổn giá, triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh và chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025. Vâng, có thể thấy ngành công thương Đồng Nai đã và đang nỗ lực để giúp ngành thương mại dịch vụ tỉnh nhà phát triển, đặc biệt trong công tác đưa tên tuổi doanh nghiệp Việt đến với người dân trong tỉnh thông qua nhiều chương trình ý nghĩa như chương trình Tự hào hàng Việt được triển khai hiệu quả thời gian qua. Những nụ cười, những giọt nước mắt là tất cả tạo nên cung bậc cảm xúc khó tả trong ngày đầu khai trương 5 điểm bán hàng Tự hào hàng Việt dịp cuối năm, khi hầu hết người dân đều trải qua một năm khó khăn vì dịch bệnh. Thế nên đây chính là niềm vui, hạnh phúc, một sự khởi đầu mới mà tất cả họ không thể giấu được cảm xúc khó tả. Như mọi người và đã động viên tôi và làm, và tôi cảm thấy bên Sở Công Thương là hỗ trợ tài chính và công sức dựng nên cái quán này cho tôi. Thành thế tôi cảm thấy tuổi già, tôi cảm thấy rất là xúc động và tôi rất chân thành cảm ơn đến sở cũng như ban ngành của Sở Công Thương. Thì về khách hàng thì hơi họ vô mua đồ ấy, họ lấy hàng rất là dễ, ngay cả mình lấy hàng cũng dễ. Thì về được hỗ trợ như gì thì phải nói bản thân tôi rất là vui ha. Thì cảm ơn đại diện tỉnh đi, rồi sở đại diện ban lãnh đạo Sở Công Thương, rồi các ban lãnh đạo huyện như xã nữa thì đã hỗ trợ cho tôi. Thì tôi mong rằng sau này sẽ có nhiều chương trình như vậy nữa tới ở những nơi vùng sâu vùng xa đó, thì để như vậy bà con cũng như người tiêu dùng dễ dàng tiếp nhận như là tiếp cận. Đây là bán hàng rất là lâu rồi nhưng mà giờ được Sở Công Thương tài trợ em cũng mừng. Em mừng vì tất cả mọi người hỗ trợ giúp đỡ cho em. Em cảm ơn rất nhiều phường xã cũng như Sở Công Thương cũng như thành phố Long Khánh. Em không có gì nói, là em chỉ biết cảm ơn thôi. Hầu hết các cửa hàng này đều được cải tạo từ cửa hàng cũ khá sập sệ. Từ khi các cửa hàng được chọn làm điểm bán hàng Tự hào hàng Việt Nam, được hỗ trợ chi phí mua kệ, tủ, giá trưng bày, biển hiệu Tự hào hàng Việt Nam, chi phí cải tạo tu sửa điểm bán hàng theo quy chuẩn của Bộ Công Thương, diện mạo cửa hàng như lột xác hoàn toàn khiến khách hàng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nơi này giờ đây chẳng khác một siêu thị mini chuyên bán hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng hóa được bày trí gọn gàng, giá cả niêm yết, khách hàng cũng dễ dàng chọn lựa sản phẩm cần thiết khi mua sắm. Là cô rất hạnh phúc khi mà các cấp lãnh đạo để xuống để quan tâm lo cho cái người tiêu dùng ở xã cô, là được một cái quầy hàng quá là chu đáo, đẹp đẽ giống như một cái siêu thị mini. Thì cô cũng hy vọng là hàng bán để lo cho phục vụ dân xã Trà Cổ cô được nhiều hơn nữa. Cảm ơn, cô cũng cảm ơn tất cả các quý vị đã về đây để lo cho xã Trà Cổ của tụi cô. Mình thấy cảm thấy là rất vui. Và cũng xin cảm ơn Sở Công Thương với anh chị em đã từng xa xôi xuống đây. Thì tôi cũng rất là thành thật cảm ơn. Tân Phú hiện là huyện có nhiều điểm bán hàng Tự hào hàng Việt nhất tỉnh với 9 điểm được xây dựng từ khi bắt đầu triển khai chương trình. Là địa phương vùng xa nhất tỉnh, điều kiện kinh tế của bà con còn nhiều khó khăn, đặc biệt là việc tiếp cận với sản phẩm hàng hóa chất lượng.
Do đó, từ các điểm bán hàng này, người dân tại khu vực nói riêng, huyện Tân Phú nói chung có được kênh mua sắm an toàn và bình ổn. Đây là điểm thứ 9 của trên địa bàn huyện Tân Phú. Thì đối với xã Trà Cổ thì không có chợ, thì được xã Công Trương thương hỗ trợ cái điểm bán hàng Việt này là giúp bà con rất nhiều trong cái chỗ mua bán hàng hóa, cũng như đỡ đi xa hơn. Tại chợ thì nằm ngoài trung tâm thị trấn, thì giữ được cái khoảng cách đi đỡ đi xa. Cũng như huyện Tân Phú, các địa phương khác trong tỉnh khi được hỗ trợ xây dựng điểm bán hàng tự hào hàng Việt đã giúp cho địa phương quảng bá, xây dựng hình ảnh hàng Việt trong mắt người tiêu dùng. Bởi hàng hóa bày bán tại các điểm này trên 95% là hàng Việt. Bên cạnh đó, từ khi triển khai các điểm tự hào hàng Việt, Sở Công Thương tỉnh có thêm các điểm thực hiện bình ổn giá vào các dịp lễ, Tết hay các đợt dịch bệnh bùng phát, phải thực hiện giãn cách xã hội như thời gian vừa qua. Qua đó, người dân yên tâm với hệ thống phân phối, tin tưởng hơn với chất lượng hàng Việt. Theo báo cáo từ các địa phương, từ sau khi triển khai, doanh thu của mỗi cửa hàng tăng từ 20-30% so với trước. Điều này chứng tỏ người tiêu dùng đã tin tưởng vào chất lượng và giá cả của hàng Việt, qua đó giúp doanh nghiệp sản xuất mạnh tay đầu tư máy móc, thiết bị nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Và phần nào minh chứng được hiệu quả của các điểm bán hàng tự hào hàng Việt tại Đồng Nai. Năm 2016, Bộ Công Thương đã hỗ trợ tỉnh Đồng Nai triển khai thí điểm 2 điểm bán hàng tự hào hàng Việt Nam. Từ mô hình mẫu này, Sở Công Thương tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh nhân rộng mô hình bằng nguồn kinh phí xúc tiến thương mại của tỉnh. Theo đó, kể từ năm 2017 đến nay, Sở đã tiếp tục triển khai thêm 26 điểm theo mô hình này từ nguồn kinh phí của tỉnh, với tổng số tiền được hỗ trợ trên 2,2 tỷ đồng. Thì tiêu chí để mà triển khai các cái địa điểm này thì chúng tôi cũng từ giới thiệu của các ủy ban nhân huyện, thành phố lên để triển khai, cũng là các cái địa điểm vùng sâu, vùng xa để hỗ trợ cho người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận gần hơn với hàng Việt có chất lượng và giá cả hợp lý. Thì vừa qua chúng tôi cũng có đi kiểm tra về kết quả hoạt động của các điểm hàng Việt mà chúng tôi đã triển khai các năm trước. Thì nhìn chung là doanh thu của các điểm hàng Việt này thì cũng có tăng đều từ 2-30% mỗi năm. Quan trọng nhất là chúng tôi cũng nhận thấy được cái sự đón nhận của người dân tại các cái địa điểm mà chúng tôi triển khai. Hầu hết người dân đánh giá rất cao vì người ta cũng có cái điều kiện để mua sắm hàng Việt với chất lượng cao và giá cả hợp lý. Ngoài 5 điểm bán hàng tự hào hàng Việt này, Sở Công Thương tỉnh còn đang triển khai gian hàng trưng bày và bán các sản phẩm OCOP của tỉnh tại siêu thị Copmart Đồng Nai. Có thể thấy hiệu quả thiết thực của việc xây dựng các điểm bán hàng Việt chính là góp phần nâng cao nhận thức của người dân và thói quen tiêu dùng đối với hàng Việt, qua đó thúc đẩy doanh nghiệp trong nước phát triển, góp phần phát triển kinh tế xã hội nói chung. Hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của tỉnh Đồng Nai được Sở Công Thương triển khai tại siêu thị Copmart Biên Hòa. Thì hiện tại đã có 5 sản phẩm OCOP được đưa vào tiêu thụ tại hệ thống siêu thị Copmart. Và hy vọng thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp với hệ thống siêu thị Copmart để đưa thêm nhiều sản phẩm OCOP của Đồng Nai nữa được bày bán tại các kệ hàng của cửa hàng này, của gian hàng này. Theo như chương trình của tỉnh, đó là ủng hộ sản phẩm địa phương. Thì đối với Copmart, Copmart vẫn luôn đặt quan trọng cái vấn đề này lên hàng đầu. Vì vậy thì đối với sản phẩm OCOP là sản phẩm mà được địa phương rất là ủng hộ. Và chúng tôi xây dựng cái gian hàng đặc biệt này nhằm mục đích giới thiệu đến người tiêu dùng có những sản phẩm tại địa phương và mong mọi người tiêu dùng ủng hộ, cũng như là giúp cho người nông dân, những người từ sản xuất đi lên tới vấn đề kinh doanh ra tới tay người tiêu dùng. Đó là cái ý nghĩa mà Copmart mong muốn rằng là mỗi ngày sản phẩm OCOP sẽ được phát triển hơn. Việc có những gian hàng dành cho các sản phẩm địa phương, đặc sản hàng Việt sẽ giúp cho người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn khi mua sắm, đưa các sản phẩm thế mạnh của địa phương, đặc sản vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng trong tỉnh. Chuyên mục Hội nhập kinh tế sẽ được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.